Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Le Havre với Paris Saint-Germain 19 giờ ngày 3 tháng 12 năm 2023, vòng 14 Ligue 1. Cách đây ít ngày trong khuôn khổ vòng bảng Champions League, PSG đã có màn trình diễn vô cùng đáng thất vọng. Dù được thi đấu trên sân nhà công viên các hoàng tử, song PSG đã phải nhờ đến một tình huống 11m gây tranh cãi mới có thể tránh khỏi thất bại trước Newcastle 1-1. Trận hòa Newcastle chẳng những đã chấm dứt mạch 6 trận sân nhà toàn thắng của Kylian Mbappe cùng các đồng đội, mà còn khiến họ lỡ mất cơ hội giành vé vào vòng knock-out sớm. Chính vì vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique quyết tâm hướng đến một chiến thắng thuyết phục trước tân binh mới lên hạng Le Havre tại Ligue 1 vào cuối tuần này để gỡ gạc thể diện. Tuy nhiên, mọi chuyện hứa hẹn sẽ không hề đơn giản cho PSG bởi Le Havre hiện đang duy trì được phong độ hết sức ổn định. Kể từ sau trận thua 3-0 trên sân của Marseille, Le Havre đã bất bại 5 vòng đấu liên tiếp, trong đó bao gồm 4 trận hòa cùng 1 chiến thắng. Điều đáng nói là Le Havre đã chỉ để lọt lưới một bàn thua duy nhất trong chuỗi bất bại vừa nêu. Ngoài ra, Le Havre cũng là một đội bóng không dễ bị bắt nạt khi được thi đấu trên sân nhà. Bằng chứng là sau 5 lần đón khách gần nhất, đội chủ sân Stade Auxerre đã chỉ phải hứng chịu đúng một thất bại. Dù rất khó để cản bước gã khổng lồ PSG nhưng với thành tích 5 vòng đấu liên tiếp không thua kèo châu Á cùng 4 lần thắng kèo sau 5 trận sân nhà gần nhất, Le Havre xứng đáng nhận được sự tin tưởng của nhà đầu tư. Niềm tin dành cho Le Havre càng thêm phần củng cố bởi PSG không được đánh giá quá cao về bản lĩnh sân khách. Trải qua 8 cuộc viễn chinh ở mùa giải năm nay, đội bóng thủ đô đã thắng 4, hòa 2 và thua 2 trận. Trên sàn giao dịch châu Á, PSG đã chỉ có vỏn vẹn 3 lần mang đến niềm vui cho nhà đầu tư sau 10 trận sân khách gần nhất thuộc các giải đấu chính thức. Với kèo châu Á PSG chấp 1.75, anh em cân nhắc kèo dưới. Chốt kèo châu Á Le Havre được chấp 1.75 full time. Một giây quảng cáo, nếu anh em đang có nhu cầu chơi thể thao mạo hiểm thì có thể dành chút ngân sách đăng ký chơi ở Việt138 đang có chương trình khuyến mãi 10% một lần nạp mỗi ngày, tặng 50% cho thành viên mới tại thể thao, slot, casino lên đến 1 triệu đồng, tỷ lệ hoàn trả cao. Tặng 100k khi đăng ký và liên hệ với chăm sóc khách hàng. Khuyến mãi 150% dành cho tân thủ. Link đăng ký ở phần mô tả. Trong chuỗi 5 trận bất bại vừa qua, Le Havre đã từng cầm hòa hai đối thủ sừng sỏ là AS Monaco và nhà đương kim Á quân Lens. Điều này cùng lợi thế sân nhà có thể mang đến sự tự tin nhất định cho thầy trò huấn luyện viên Luca Elsner khi bước vào trận chiến với PSG. Tuy nhiên rất khó để họ giành được điểm số trong bối cảnh nhà đương kim vô địch đang bị chạm đến lòng tự ái. Với những nhà đầu tư ủng hộ Le Havre, lời khuyên là nên tìm kiếm cơ hội ở kèo châu Á thay vì mạo hiểm ở kèo châu Âu. Chốt kèo châu Âu, PSG thắng. Mặc dù đang nổ súng rất đều đặn nhưng trước một Le Havre đầy khó chịu với lối chơi phòng ngự co cụm, xem ra hàng công của PSG khó lòng mang đến một màn trình diễn thăng hoa nơi đất khách. 4 trên 5 vòng đấu vừa qua của Le Havre không vượt mức 2 bàn trận. 3 trên 5 vòng đấu gần nhất của PSG khép lại với tối đa 3 lần lưới rung. Với kèo tài xỉu 3.0, anh em cân nhắc cửa xỉu. Chốt kèo tài xỉu 3.0 chọn xỉu full time. Dự đoán tỷ số Le Havre 0 PSG 1. Chúc các anh em may mắn, like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.